Sông Trà Khúc cũng thường được gọi là Trà Giang hoặc Sông Trà, phát nguồn từ núi Đắc Tô Rôn, vùng cao nguyên thuộc tỉnh Kon Tum, là nơi hợp lưu của bốn sông là con sông Re, sông Sà Lò, sông Rinh và sông Tang. Trà Khúc là con sông lớn nhất của Quảng Ngãi và dài chừng 120 cây số. Bên tả ngạn là hai quận Sơn Hà và Sơn Tịnh, bên hữu ngạn là quận Tư Nghĩa. Đến gần biển, nhập với sông Vệ, đổ ra cửa Đại Cổ Lũy. Trước thế kỷ 15, sông Trà Khúc thuộc vùng đất Cổ Lũy Động của Chiêm Thành. Đến năm 1402, những người Việt đầu tiên đã xuôi nam qua dòng sông này khi Cổ Lũy được đổi tên thành Châu Tư và Châu Nghĩa sau khi cuộc nam chinh của tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn, nhưng mãi đến năm 70, sau đó vùng châu thổ sông Trà Khúc, sông Trà Bồng và sông Vệ mới trở thành chốn lập nghiệp của người Việt từ miền Bắc vào. Khi người Chiêm đã rút qua Nam đèo cả vào năm 1471 vì thua trận nước đoàn quân của vua Lê Thánh Tông, sông Trà Khúc qua gần 6 thế kỷ đã trở thành một dòng sông huyết mạch chính của người dân Quảng Ngãi và đến ngày nay được coi như một dòng sông biểu tượng của tỉnh. Được nhớ đến là tiên phong trong lòng người xa xứ và cả những người đồng bào ở các địa phương khác khi có dịp về tỉnh Quảng Ngãi. Nước sông Trà bao qua bao thế hệ cũng đã thấm đẫm trong máu thịt của người bản địa vì đã góp phần nuôi dưỡng những nguồn gốc cá tôm, đặc biệt là những món hải sản ngon có hương vị độc đáo không có ở những dòng sông khác như cá bống, cá thải bai, giòn và nguồn nước có lưu lượng lớn, ngay cả vào mùa hè đã tưới hàng vạn mẫu ruộng đất của nông dân hai bên bờ trồng mía, khoai, bắp, mía đậu, rau quả. Bằng hệ thống xe nước lắp ráp thủ công nhưng rất quy mô và đồ sộ, có 102 với người bánh xe. Và đồ sộ có 102 với 10 bánh xe, thời chưa có đập thủy lợi và máy bơm nước, trong khi bờ xe nước ở các sông khác trong tỉnh chỉ có 4 bánh xe và các tỉnh khác chỉ có 1 bánh xe mà thôi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây hoặc uống nước nhớ nguồn là những câu tục ngữ thể hiện lòng biết ơn của người Việt nói chung và của người dân miền sông Trà, núi Ấn nói riêng. Sông Trà không chỉ là nguồn sống mà còn là niềm hãnh diện, niềm thương nỗi nhớ của người bản quán và cả lữ khách một lần đi qua Quảng Ngãi từ những cảnh thác hùng vĩ treo leo, miền thượng du, rồi êm đềm uốn lượn qua các xóm làng dọc bóng tre xanh ven bờ ra tận biển Đông. Đặc biệt là chỉ dọc sông theo sông Trà đã có đến 4 thắng cảnh Long Đầu Hí Thủy, Thiên Ấn Niên Hà, Niên Nhai Vãn Độ và Cổ Lũy Thôn. Cô thôn này, thế đất đã tạo thành do lực nước hợp lưu sông Trà và sông Vệ tuôn ra và thủy lực chiều từ biển Đông đẩy vào, chặn lại. 4 thắng cảnh này cùng với 6 thắng cảnh khác giải rác trong tỉnh được đặt tên rất văn vẻ, vừa gợi hình vừa gợi ý. Tấn Lão do Nguyễn Cư Trinh, thời ông đảm nhận chức tuần vũ Quảng Ngãi vào năm 1750 đến năm 1752, nên nghe dễ cảm và dễ nhớ hơn so với những danh thắng khác. Trong nước thường có một tên đơn hoặc một tên kép. 4 thắng cảnh khó quên liên quan đến dòng sông Trà và 6 cảnh đẹp địa phương khác qua dòng thời gian đã hiện hữu trong những dòng thơ ca về Quảng Ngãi. Chạy niềm non nước lẽ đầy vơi, cẩm quận từ xưa cảnh có người, ấm giáp Long Đầu xem dạng vẻ, út kề cảnh trận nắng càng tươi, tà hương biến tờ mưa khi nấu. Dục nguyệt bàn xa cảnh nhớ người, Cổ Lũy hải nhai người cắm cành, kìa non nọ nước kéo chiêu người.